Cô liên hoan, từ con trai công nhân đến ông vua Internet của đất nước tỷ dân. Khi nói về những tỷ phú công nghệ tại Trung Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến Jack Ma, Pony Ma. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu bỏ quên cô liên hoan, ông vua Internet ở đất nước tỷ dân này.